Bạn nào thích thì đến xem nha. Ủa đây có cá bự nè. Cái này chẳng biết là con cá gì luôn. Wow. Ồ, con cá nó bự các bạn ơi. Xin chào mọi người nha. Mình đi thăm quan Vinpearl vào một ngày trước khi cơn bão Naki đổ bộ vào miền Trung. Và đây là mình sẽ review cho các bạn coi đường vào thủy cung ở Vinpearl như thế nào nha. Trong này là thủy cung này. Các bạn coi thủy cung nữa các bạn. Đây là con kỳ đà, giống kỳ đà hả? Đây kỳ đà nước. Kỳ đà nước. Sau này có rùa các bạn. Mấy con rùa nhỏ nhỏ thôi, chứ không có gì đặc biệt. Còn rùa nhỏ mà con. Đây là thủy cung trong Vinpearl nha. Đây là cá nè. Có những con cá gì màu sắc như bắt dưới biển lên. Nhìn rất là đẹp các bạn. Đẹp không? Ở đây có một cái loại ếch ngoài hành tinh nè. Đây có rùa nè. Ồ, các bạn coi con rùa nè. Rùa có hang rùa rồi nha. Còn phía đây này cũng có mấy con rùa, rùa nhỏ nha. Không có gì được. Rùa nhỏ nha. Còn MC không anh? Cái này, cái hang này chả thấy con gì hết. Con rắn các bạn ơi. Ồ, các bạn con rắn nè. Mấy rắn này rắn cực độc nha các bạn. Đây rắn nè. Đây rắn nằm dưới lớp đó. Còn phía trong này có con gì đây? Con kỳ đà chứ. Kỳ đà rất là bự nè. Càng tiến vào sâu bên trong thủy cung thì ta sẽ thấy có rất là nhiều là cá nè. Cá nhỏ nè. Đây là cá đĩa trắng nè. Các bạn coi cá đĩa trắng nha. Cá đĩa trắng nè. Có rồng nha các bạn. Đồ, các bạn coi có rồng không? Đây là cá tre bạch tạng các bạn. Con này là con cá tre bạch tạng nè. Con này ước chừng là khoảng 20 kg các bạn. Nó rất là bự nha. Thì mình quay vậy nhưng mà nó rất là to luôn. Rồi mình sẽ không phá tiếp phía trong này nè. Cái đầu này cái con nhum. Con này con nhum sọ nha. Có kỹ nè, nhum sọ nha các bạn. Wow. Càng vào trong này thì có rất là nhiều con. Có 6. Có 6 hoa tiện nè. Có hải tượng các bạn. Wow. Và có hải tượng nè. Đây là cói cực khủng á, ở biển nha các bạn. Có hải tượng nè. Wow, to ha. Một khiếp thiệt. Con này có mà hơn 100 kg à.
có gì không? Trong này có cái gì? Cá trình dừa. Đây là đây, cá trình dừa nha. Ồ, mấy con cá trình dừa giống như có mọc nữa các bạn. Ồ, cá trình dừa nè, giống hay cá mập luôn. Ồ, ở dưới này có cá trình nè. Cá trình là cá ở dưới này nè. Ồ, các bạn có thấy không? Cầm có gì? Có máy là có cực khủng các bạn. Đó là cá trình dừa. Có đường xuống nữa. Ở dưới này có một cái tầng hầm nữa nha. Mình đang đi xuống để review cho các bạn xem nha. Dưới này rất là rộng luôn các bạn. Xuống dưới này coi có cá mập không nha. À, thì cung các bạn. Đúng không? Thì mình sẽ vào trong cái khu này nha. Wow. Dường như là mình đang ở dưới một cái đại dương các bạn. Trời, quá nhiều cá luôn nè. Ồ, cá ghê không? Đây là thủy cung Vinpearland nha. Bạn nào thích thì đến xem nha. Ủa, đây có cá bự nè. Cái này chẳng biết là con cá gì luôn. Wow. Ồ, con cá nó bự các bạn ơi.